Chào anh em nhá. Lần Tam Lạng Sơn xin chào anh em. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 X3 anh em nhá. Siêu phẩm xòe luôn, xòe liên tục. Đúng mất hơn 1 giờ đồng hồ anh em nhá, từ 12 giờ. Đúng mất 1 tiếng. Quá là tuyệt vời, quên cả đói luôn. Lẽ ra về rồi nhưng mà thấy em nó hay quá. Ở đến bây giờ đây. Cái mồi mí lửa lập công anh em nhá. Mồi tập sự mỹ lửa lập công. Rồi lần Tam chào tất cả các bạn anh em và tất cả các em yêu chào mào Lạng Sơn nhá. Anh em có nhu cầu về bổi đẹp, bổi hay chim núi đá Lạng Sơn thì alo tớ. Số điện thoại là 0989 56 2992. Rồi chào anh em nhá. Quá tuyệt vời. Chim này chắc là mùa này đó anh em, vẫn còn non lắm. Nhưng mà thôi rồi, em giọng với lại em thái độ em nết chơi thì quá là tuyệt vời, xòe tuyệt vời quá. Rồi bye bye nha anh em nha, gửi ra xem sao đó.